Vụ nổ lớn khiến 5 người thương vong, nhóm học sinh lớp 9 mua hóa chất trên mạng làm pháo chơi Tết. Ngày 30 tháng 1, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường lấy lời khai một số những nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra trên địa bàn xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ chiều một ngày trước. Thượng tá Trần Hải Trung, trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ khiến 5 người thương vong là do chế tạo pháo. Em Quang cho biết, mua hóa chất ở trên mạng về trộn lẫn với nhau để chế tạo pháo, gây ra vụ nổ, ông Trung nói và cho biết, hóa chất bán tràn lan trên mạng chứ không phải chất cấm. Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, một vụ nổ lớn xảy ra ở gian nhà bếp của bà Phạm Thị Thu, 46 tuổi, đã khiến nhiều tài sản bị hư hỏng nặng, mái nhà bị hất văng. Trong số các nạn nhân, hiện bà Thu cùng con trai là Nguyễn Xuân Quang, 15 tuổi, học sinh lớp 9, bị thương nhẹ, đã tỉnh. Ba nạn nhân còn lại thì một đã tử vong, hai người bị thương nặng đang được điều trị tại Nghệ An và Hà Nội. Trong số các nạn nhân, hiện bà Thu cùng con trai là Nguyễn Xuân Quang, 15 tuổi, học sinh lớp 9 bị thương nhẹ, hiện đã tỉnh. Ba nạn nhân còn lại thì một đã tử vong, hai người bị thương nặng đang được điều trị tại Nghệ An và Hà Nội. Theo một hàng xóm cạnh nhà ông Đức, tiếng nổ phát ra rất lớn như mìn, toàn bộ mái ngói, nhà bếp bắn rơi tung tóe sang các nhà bên cạnh. Khi chạy sang thì thấy mấy người nằm đó, máu me be bét, có cháu bị đứt lìa hẳn đôi chân, thật sự khủng khiếp quá. Nổ lớn, 5 người thương vong, quần áo Tết con mới mặc một lần, sao nỡ vội đi. Nỗi đau ngày giáp Tết. Em Đặng Bảo Long, 15 tuổi, trú tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, là nạn nhân tử vong tại chỗ, sau vụ nổ lớn. Xảy ra tại nhà vợ chồng, ông Nguyễn Xuân Đức, 50 tuổi, và bà Phạm Thị Thu, 46 tuổi, hàng xóm của em Long, vào chiều ngày 29 tháng 1. Ngoài em Long, 4 nạn nhân khác bị thương gồm, bà Thu và con trai, Nguyễn Xuân Quang, 15 tuổi, cùng hai em học sinh, ngụ trong thôn. Là Trần Văn Tường và Hoàng Tuấn Vũ, cùng 15 tuổi. Ngay trong tối ngày 29 tháng 1, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với lực lượng pháp y, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể em Long cho người thân, đưa về nhà tổ chức mai táng. Sáng ngày 30 tháng 1, mặc dù bận bịu công việc, buôn bán và đồng áng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người dân thôn Hoa Đình vẫn tạm gác công việc, dành thời gian đến nhà anh Đặng Quốc Huy, 40 tuổi, bố nạn nhân Long, thắp nén hương cho người hàng xóm nhỏ tuổi xấu số và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Ngồi song xoài dưới nền đất, cạnh bàn thờ đặt di ảnh con trai, tiếng khóc ai oán của anh Huy càng khiến mọi người quặn thắt lòng. Con ơi, quần áo mới cô mua cho để đón Tết, con mới mặc được một lần mà sao con nỡ vội đi. Trong nhà, chị Nguyễn Thị Uyển, 37 tuổi, mẹ nạn nhân Long, nằm vật vã trên giường và phải cần đến 3 người thân ngồi kế bên chăm sóc. Mới hôm qua con đi học về còn chào cha chào mẹ, nhưng bây giờ không thấy con đâu nữa. Trời ơi, chị Uyển gào khóc. Ông Đặng Văn Minh, 63 tuổi, bác họ anh Huy, cho biết, vợ chồng anh Huy sinh được 2 người con, một trai và một gái, Long là con đầu. Năm 2002, anh Huy trong lúc làm công nhân cho một mỏ đá ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, thì bị tai nạn, phải cắt cụt chân trái. Sau vụ tai nạn, anh Huy bị mất sức khỏe 67% và được bác sĩ lắp cho một chiếc chân giả. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học, chị Uyển phải đi làm thuê cho một quán ăn trên địa bàn, còn anh Huy thì đảm đương công việc đồng áng. Thằng Huy kể, hôm qua nó đang làm ngoài đồng thì nghe một tiếng nổ rất lớn. Sau đó được hàng xóm gọi điện, báo tin là cháu Long đã mất rồi. Nghe tin dữ, nó đi liêu xiêu về nhà, quần áo, mặt mày lấm lem bùn đất. Hoàn cảnh vợ chồng nó khó khăn nên không có tiền sắm Tết. Và vừa rồi, 2 đứa con nó được người cô trong họ mua tặng cho mấy bộ áo quần mới. Thằng Huy dự định tới đây sẽ bán con bò để có tiền sắm sửa đón năm mới, chưa kịp thực hiện thì con trai mất, ông Minh nghẹn ngào. Tiếng nổ chát chúa vang trời. Ngôi nhà bếp của vợ chồng ông Đức, nơi xảy ra vụ nổ, trở nên tan hoang, mái lợp bị đánh sập, đồ đạc bên trong vỡ nát, móc méo, tương ức. Trong sáng ngày 30 tháng 1, hàng xóm đã đến phụ giúp gia đình ông Đức dọn dẹp và sửa soạn lại đồ đạc. Trong số 5 nạn nhân gặp nạn trong vụ nổ có vợ và con trai ông Đức, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã tỉnh táo. Ngồi thất thần trước nhà, ông Đức kể, chiều hôm qua, ngày 29 tháng 1, tôi thấy thằng Quang và 3 đứa bạn của nó xách một túi ni lông xuống nhà bếp. Sau đó,
Tôi đi ra nhà vệ sinh sau vườn. Vừa ra đến nơi, thì tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Hoảng loạn quá, nên tôi không biết gì nữa. Vợ tôi sau khi được các bác sĩ cấp cứu đã tỉnh lại. Bà ấy kể, hôm qua khi vừa đi mua sắt vụn về đến nhà, thì gọi thằng Quang ra phụ. Khi thằng Quang từ trong nhà bếp đi ra, và vợ tôi từ ngoài sân đi vào, thì bất ngờ xảy ra nổ lớn. Chính vì không đứng gần vụ nổ, nên vợ con tôi chỉ bị thương nhẹ, riêng ba cháu còn lại ở bên trong, thì bị nặng hơn, trong đó một cháu tử vong tại chỗ. Ông Đức kể thêm, ông Phạm Nghị, hàng xóm ông Đức, vẫn còn rùng mình, khi kể với chúng tôi về vụ nổ, xảy ra tại nhà hàng xóm nửa ngày trước. Nhà tôi nằm gần sát bên nhà ông Đức, nên khi xảy ra, thì nghe thấy tiếng nổ lớn, chất chúa vang trời. Thời điểm đó, tôi đang ngồi trong nhà mà run bần bật. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thắng, trưởng công an xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ nổ, là do bốn em học sinh, sử dụng hóa chất mua trên mạng, để làm pháo tự chế. Hiện hai nạn nhân bị thương nặng nhất, thì một đang được điều trị, tại bệnh viện ở thành phố Vinh, Nghệ An, và người còn lại chuyển ra Hà Nội. Người mẫu trái đất Kim Anh qua đời ở tuổi 26 sau thời gian điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, Kim Anh đã trút hơi thở cuối cùng. Đầu tháng 1 vừa qua, làng giải trí Việt không khỏi xôn xao trước thông tin người mẫu Kim Anh bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Người mẫu trái đất phải nằm điều trị tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sức khỏe yếu, thân hình gầy gộc, chỉ còn da bọc xương. Ngay khi thông tin Kim Anh mắc bệnh hiểm nghèo, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoenia và nhiều người mẫu như Phương Đài, Thanh Thảo, Trà My, Hà Vi đã lên tiếng chia sẻ, kêu gọi sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho người mẫu trẻ Nguyễn Kim Anh. Những lời động viên cũng như hỗ trợ kinh phí đã được chuyển tới tay người mẫu giúp cô vượt qua cơn bão bệnh. Tuy nhiên, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng, Kim Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 29 tháng 1, những ước mơ dự định trước đó của cô đều dừng lại ở tuổi 26. Trên trang cá nhân, một người chị thân thiết với Kim Anh chính thức thông báo nữ chân dài sinh năm 1993 qua đời. Tin buồn, Kim Anh đã rời xa chúng ta vào lúc 20 giờ tối nay, em đã rời bỏ những cơn đau để về với thiên đàng. Mọi người hãy cầu chúc cho em về thế giới bên kia an lành và hạnh phúc hơn. Mẹ Kim Anh gửi lời đa tạ đến tấm lòng của mọi người, giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua, người này buồn bã thông báo. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Kim Anh không khỏi xót xa, thương cho cô gái khi phải giã từ cuộc đời ở tuổi còn quá trẻ. Những lời gửi gắm, nhắn nhủ dành cho Kim Anh cũng được mọi người viết lên trang cá nhân. Cách đây không lâu, chia sẻ với báo chí về bệnh tình của mình, Kim Anh cho biết cô phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2013, căn bệnh khiến cô bỏ ngang công việc. Lúc em phát hiện bệnh đã là ở giai đoạn 3, em phải cắt bỏ buồng trứng phải. Sau đó em từ chối điều trị thêm để tiếp tục học và đi diễn phụ gia đình. Năm 2015, bệnh tái phát nặng hơn khiến em kiệt quệ về sức khỏe. Giờ em đã không thể hoạt động sinh hoạt bình thường, cuộc sống của em giờ phụ thuộc vào thuốc giảm đau. Có thuốc bệnh sẽ đỡ đau hơn, mà không có thuốc đành buông xuôi mọi thứ, cô bộc bạch. Sau 3 năm căn bệnh ung thư tái phát, nữ người mẫu sụt cân nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, mọi sinh hoạt trông chờ vào nguồn thu ít ỏi từ mẹ. Trong nhà, mẹ là lao động chính và kiếm tiền bằng nghề chạy ráp, nhà em còn ông bà đều đã già, một em nhỏ đang theo học lớp 12, nhà cũng là nhà thuê, nên việc phải lo chữa bệnh cho em càng khiến gia đình khổ cực, cô buồn bã chia sẻ. Lăn ra ngủ sau khi biết trúng độc đắc, ông mua ve chai ôm hận. Vì say rượu nên sau khi hay tin trúng giải độc đắc, ông Dữ nói được rồi, rồi lăn ra ngủ. Ngày 28 tháng 1, kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên buộc ông Lê Văn Dữ, 51 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, phải chia đôi tờ vé số trúng độc đắc với vợ chồng bạn nhậu là ông Ngô Văn Hậu và bà Hứa Thị Phỉ, ngụ xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, quyết định buộc bà Phỉ trả lại toàn bộ giá trị của tờ vé số trúng giải độc đắc cho ông Dữ của cấp sơ thẩm là cần sửa lại. Vì thế, hội đồng xét xử quyết định chia đôi số tiền thưởng 1 tỷ 780 cho ông Dữ và vợ chồng bà Phỉ. Bên cạnh đó, bà Phỉ bị buộc phải trả số tiền lãi phát sinh tương ứng với số tiền mà ông Dữ nhận được.
Trước đó, ông Dữ đã thắng kiện trong phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Theo hồ sơ vụ án, ông Dữ sống bằng nghề mua bán ve chai, sau đó thì quen biết với vợ chồng ông Hậu làm nghề thợ sửa chìa khóa. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2017, trong lúc nhậu tại nhà ông Hậu, ông Dữ đã gặp ông Phan Văn Tến và hỏi mua chịu tờ vé số 739607 Đài Hậu Giang. Lúc này, do quen biết nên ông Tến đã chấp nhận bán chịu cho ông Dữ. Ngày hôm sau, cũng trong lúc nhậu tại nhà ông Hậu, thì ông Dữ đã trả tiền mua chịu tờ vé số cho ông Tến. Vì say rượu nên ông Dữ đã nhờ ông Tến dò giúp tờ vé số 739607. Sau đó, ông Tến đã hô to khi phát hiện tờ vé số trúng độc đắc cho mọi người biết. Lúc này, ông Dữ nói, được rồi lăn ra ngủ. Khi ông Dữ tỉnh rượu thì bà Phỉ cho biết tờ vé số trên chỉ trúng giải an ủi 50 triệu đồng nên chia cho ông Dữ 8 triệu đồng. Đến ngày 14 tháng 8, người bán vé số gặp và cho ông Dữ biết tờ vé số trên đã trúng giải đặc biệt chứ không phải trúng giải an ủi. Vậy nên ông Dữ và vợ chồng bà Phỉ xảy ra tranh chấp. Sau đó ông Dữ làm đơn tố cáo đòi lại số tiền thưởng. Qua quá trình điều tra và xác minh, cơ quan chức năng cho rằng đây là vụ án tranh chấp dân sự nên chuyển hồ sơ cho Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau thụ lý. Trong phiên xét xử sơ thẩm, căn cứ vào lời khai của ông Dữ, ông Hậu, ông Tến và các tài liệu có liên quan, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau tuyên ông Dữ là người chủ sở hữu tờ vé số và yêu cầu ngân hàng phong tỏa số tiền thưởng 1,5 tỷ đồng mà hai vợ chồng ông Hậu đã gửi. Song, bà Phỉ cho rằng ông Hậu có bệnh lý thần kinh nên lời khai là không đúng và làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.